trong chương trình giảm giá đầu tháng cái ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 mùng 1 tháng 9 nhé âm lịch thì mình có siêu siêu sập sàn à, có dòng tép kèn ở đây 3 mã 23XT 25XT và 29XT 23XT giá thành bằng tép giấy luôn là 250 một đôi củ bao ship nếu anh em cần mua tụ thì thêm 10.000 nữa là 260.000 đồng bao ship toàn quốc với con mã 23XT từ 8 và côn 25.4 và kế sang bên là con 25XT kèn 350 Cấu hức tạo của nó là từ 9 con 35 thành đôi, 450, XT, từ, 12, côn côn Giá thành bán cho một đôi Là 420.000 đồng bao ship tặng kèm tụ trở Kế thằng bên là kèn 450 29XT từ Có nó là từ khoảng 12 Con là con 44.4 Giá thành bán cho một đôi cũ là 460.000 đồng bao ship toàn quốc Mình sale trong khoảng 10 ngày Bắt đầu từ ngày 1 này anh em nhé Bình thường những con này đang là 600 này Thì sale xuống có 400 mấy con này đang là 500 đến 420, con này đang 350, siêu súng còn có 260. Và giá trên là chưa có à, tụ, à xin lỗi, giá trên là có tụ và bao ship còn chưa có phễu nha. là <laughs> chưa có phễu, còn phễu nhựa ở đây, đang có phễu nhựa là kích thước là 11 x 28 anh em nhé 11 x 28. Giá 100 nữa, bao ship luôn. Với ví dụ khi ghép vào bộ, thành bộ gửi đi là 406 là 506, à, 420 là 502 và con này là 206 là 306 tụ trở đầy đủ khi mua cả bộ cà phê mình tặng cho anh em mình thành bốn tụ bốn trở cho nó máu anh em nhé bốn tụ bốn trở này anh em mình sơ cua cho nó thoải mái anh em nào quan tâm thì điện thoại trực tiếp cho bên huấn audio qua số máy chín không bốn sáu hoặc anh em để ý số thoại trên thanh tiêu đề mình có để sẵn ở đó giá đã báo rõ ràng công khai trong video anh em À, xem kỹ video thì đỡ phải nhắn tin dưới comment là giá bao nhiêu vì đôi khi mình một ngày mình mới vào cái video đó thì anh em mình không thì biết cái giá mình mình comment đâu giá mình không comment lại đâu. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này chào anh em nhé.